Thanh Nhẫn và kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn ủng hộ những clip tin tức thời sự của chúng tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Buộc thôi việc trạm trưởng trạm y tế lưu động bị tố vòi tiền F0. Số F0 ở Hà Nội giảm rất mạnh, dần bình thường hóa hoạt động khám chữa bệnh, tập trung bảo vệ người nguy cơ cao. Vì sao Thành phố Hồ Chí Minh chưa cho F0 đi làm? Hỗ trợ người lao động mắc Covid-19 nhận chế độ ốm đau. Hơn 90 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật. Cưỡng chế khu đất vàng trong vụ án Phan Văn Anh Vũ. Vừa rồi là phần điểm qua những tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Buộc thôi việc trạm trưởng trạm y tế lưu động bị tố vòi tiền F0. Thưa quý vị, trạm trưởng trạm y tế lưu động phường Trại Cao, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng bị tố vòi tiền mới xác nhận cho F0 đi viện, vừa bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc. Trung tâm y tế quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng hôm 24 tháng 3 cho biết vừa ban hành quyết định về việc kỷ luật viên chức. Theo đó thi hành kỷ luật buộc thôi việc kể từ ngày 22 tháng 3 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, nhân viên khoa nội tổng hợp, phụ trách trạm y tế lưu động phường Trại Cao, trung tâm y tế quận Lê Chân. Nguyên nhân ông Hùng bị buộc thôi việc là do vi phạm quy chế, lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích trục lợi, có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, xác nhận hoặc cấp giấy từ pháp lý cho người không đủ điều kiện, xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác trong việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp. Như báo chí đã đưa tin, anh T ở quận Lê Chân có phản ánh ngày 27 tháng 2, thì bố đẻ anh đang là F0 điều trị tại nhà bị mệt, đo nồng độ oxy thấy giảm, nên gia đình gọi cho trạm y tế lưu động phường Trại Cao, thậm chí ra tận nơi để đề nghị trạm cử nhân viên y tế đến khám, xác nhận và cấp giấy chuyển viện. Nhân viên y tế sau đó đã đến nhà anh khám bệnh. Gia đình anh cũng có đóng phong bì 500.000 đồng để cảm ơn nhân viên y tế. Tuy nhiên, người này sau khi kiểm tra phong bì đã không đưa giấy chuyển viện cho gia đình mà gọi điện báo cáo ông Nguyễn Mạnh Hùng, trạm trưởng, trạm y tế lưu động phường. Sau đó, người này quay lại yêu cầu gia đình phải chi 2 triệu đồng, rồi bớt xuống còn 1,5 triệu đồng mới cấp giấy chuyển viện. Gia đình anh Đê sau đó đã nộp đủ số tiền trên và bệnh viện ngay lập tức được cấp giấy chuyển viện. Bức xúc, anh đã phản ánh vụ việc này đến các cơ quan báo chí. Ngay sau khi báo chí đăng tải vụ việc, Ủy ban Nhân dân thành phố có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân khẩn trương kiểm tra xác minh nội dung báo chí đăng tải, xử lý nghiêm vi phạm nếu có, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả trước ngày 7 tháng 3. Ngày 5 tháng 3, Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân có văn bản báo cáo làm rõ vụ việc. Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận đã làm rõ trách nhiệm các tập thể cá nhân, kịp thời có các biện pháp xử lý nghiêm nhằm giải quyết những vi phạm xảy ra và ổn định dư luận. Ông Nguyễn Mạnh Hùng sau đó đã trực tiếp gửi lời xin lỗi và trả lại tiền cho gia đình người dân. Trung tâm Y tế quận Lê Chân ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trạm trưởng, trạm y tế lưu động và quyết định giao cho bà Mai Quý Tình, trạm trưởng trạm y tế phường Trại Cao, kiêm nhiệm làm trạm trưởng trạm y tế lưu động. Hà Nội, ca mắc COVID-19 giảm mạnh, tập trung bảo vệ người nguy cơ cao. Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội tối 24 tháng 3 thông báo, thành phố ghi nhận 12.485 ca COVID-19, giảm 20.000 ca so với mốc kỷ lục hôm 8 tháng 3. Bệnh nhân phân bổ tại 518 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hà Đông 1.709, Đông Anh 1.153, Long Biên 712, Hoàng Mai 658, Sóc Sơn 641. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 là 1.230.764 ca. Hiện toàn thành phố có hơn 278.000 người nhiễm COVID-19 đang điều trị, theo dõi, giảm gần 20.000 ca so với ngày 22 tháng 3. Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 23 tháng 3, toàn thành phố Hà Nội chỉ còn hơn 2.100 ca COVID-19 điều trị tại các bệnh viện, trong đó có hơn 1.500 ca mức độ trung bình, giảm 26% so với trung bình 7 ngày trước, 400 ca nặng nguy kịch, giảm hơn 28%. Nhiều cơ sở y tế ở Hà Nội đã có những bước đi đầu tiên trong bình thường hóa hoạt động khám chữa bệnh nói chung và COVID-19 nói riêng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông tin, số lượng bệnh nhân tăng nặng điều trị tại Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 Hoàng Mai đã giảm tới 50% so với vài tuần trước, về còn dưới 100 ca trên ngày. Không chỉ điều trị COVID-19, nhiều bệnh viện cả công lập lẫn tư nhân dần coi COVID-19 là bệnh thông thường, nên hàng loạt phòng khám F0 đã được mở ra, song song với khám chữa các loại bệnh khác.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội đã chủ động tiếp nhận, cấp cứu, mổ cấp cứu, hồi sức sau mổ và chăm sóc điều trị người bệnh mắc COVID-19. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội, vốn là cơ sở tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 tầng 2 và tầng 3 trong tháp 3 tầng, chỉ trong gần 3 tuần mở phòng khám F0 đã nhận tới gần 2.000 bệnh nhân tới khám. Cao điểm có ngày lên tới hơn 100 ca, chủ yếu là trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Đáng nói, 40% số F0 đến khám chỉ có chỉ định nhập viện. Họ sẽ được điều trị cho tới khi kiểm soát được tình trạng bệnh và tiếp tục cho về nhà theo dõi. Cũng trong tiến trình bình thường hóa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trần Minh Điển cho biết, số lượng bệnh nhi tới khám ở viện này hiện khoảng 2.000 ca trên ngày, tăng hơn 30% so với thời gian cách đây một vài tháng, khoảng 1.200 đến 1.500 ca. Tuy số bệnh nhi này chỉ mới đạt 50% so với thời điểm cao nhất, khoảng 4.000 đến 5.000 ca trên ngày, nhưng điều này cũng cho thấy hoạt động khám chữa bệnh đã dần trở lại bình thường. Việc gia tăng bệnh nhân tới khám chủ yếu là do số trẻ chuyển tới từ các tỉnh, đặc biệt là các bé mắc bệnh lý mãn tính. Suốt cả thời gian giai đoạn dài, các bé không được lên bệnh viện tuyến trên điều trị vì lo lắng dịch bệnh. Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội, việc khám chữa bệnh thông thường đã dần trở lại. Trước đây, lúc cao điểm trước Tết Nguyên đán, bệnh viện hạng 1 này tiếp nhận điều trị tới gần 500 ca COVID, thì nay chỉ còn 190 ca. Số F0 nặng nguy kịch lúc cao nhất khoảng 150 trường hợp, nay chỉ về dưới 50 ca. Khu vực điều trị COVID-19 giảm sức nóng, bệnh viện có chủ trương và đang rút dần nhân viên y tế về tập trung điều trị các bệnh thông thường, bởi lượng bệnh nhân nội trú tại các khu vực này đang tăng lên, từ 200 ca lên 350 ca trên ngày. Tập trung bảo vệ nhóm nguy cơ cao, phát hiện sớm dấu hiệu trở nặng để can thiệp kịp thời, vừa không để quá tải hệ thống y tế, vừa hạn chế số người bệnh tăng nặng và tử vong là mục tiêu và chiến lược của ngành y tế các địa phương. Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, lượng bệnh nhân tới khám điều trị đã được tiêm đủ mũi vaccine rất cao. Tuy nhiên, bệnh viện cũng có nhiều hình thức để bảo vệ nhóm bệnh nhân nguy cơ cao, khu vực cấp cứu, hồi sức, chạy thận nhân tạo, bệnh nền cấp tính. Thay vì bố trí nhóm nhân viên y tế trực cổng để hướng dẫn khai báo, sàng lọc, cơ sở này đã lắp các máy đo thân nhiệt tự động. Nếu phát hiện bệnh nhân hay người nhà có nhiệt độ cao, sẽ lập tức thông báo, sàng lọc, xét nghiệm. Bệnh nhân cũng chủ động khai báo về lịch sử tiếp xúc, tình trạng sức khỏe với các dấu hiệu, triệu chứng. Tại các khoa phòng, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang yêu cầu cán bộ nhân viên khi phát hiện bệnh nhân có các dấu hiệu nhiễm COVID-19 phải chỉ định xét nghiệm ngay. Vì sao thành phố Hồ Chí Minh chưa cho F0 đi làm? Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, địa phương này có số ca tử vong đang ở mức rất thấp, nhưng số ca nặng chưa giảm bền vững mà lên xuống liên tục. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh chưa thể cho F0 đi làm như một số địa phương. Chiều ngày 24 tháng 3, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và trả lời những vấn đề mà dư luận người dân quan tâm. Buổi họp báo diễn ra trong thời điểm thành phố vừa ban hành quyết định về việc cho phép F1 đi làm, đi học trực tiếp nếu đáp ứng một số điều kiện. Trả lời câu hỏi vì sao thành phố Hồ Chí Minh chưa cho F0 đi làm trở lại như một số tỉnh thành, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố cho biết, hiện nay việc tham mưu phương án đối phó với dịch COVID-19 do Sở Y tế thực hiện. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế là cơ quan đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi đánh giá tình hình số ca mắc COVID-19 mới, số ca nặng, ca tử vong, Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép F1 đi làm nếu đáp ứng một số điều kiện. Sở Y tế cũng khẳng định, hiện tại các F0 vẫn là người bệnh và cần điều trị tại nhà hoặc bệnh viện. Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh có số ca tử vong đang giảm ở mức rất thấp, nhưng số ca nặng chưa giảm bền vững mà lên xuống liên tục. Nếu ca mắc COVID-19 lại tăng, chắc chắn ca nặng, ca tử vong sẽ tăng. Đó là kinh nghiệm của thành phố rút ra từ các đợt dịch trước đây. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai lý giải về việc thành phố chưa cho F0 đi làm trở lại. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, phân tích thêm. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói rõ, F1 được đi làm khi đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 3 tháng. Ngoài ra, thành phố cũng đưa ra những điều kiện bắt buộc mà F1 phải tuân thủ khi đi làm trực tiếp lại để tránh nguy cơ lây nhiễm. Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố thông tin thêm, theo đề xuất trước đó của Bộ Y tế, không phải F0 nào cũng có thể đi làm. Cụ thể, các F0 đáp ứng điều kiện có thể làm việc trực tuyến tại nhà hoặc khu cách ly, làm việc ở cơ sở chăm sóc F0 khác kèm theo nhiều điều kiện ràng buộc. Ông Nguyễn Hồng Tâm thông tin thêm, tại trường học, cơ sở giáo dục, các trường hợp F1 sẽ được xác định dựa trên hướng dẫn xác định F0, F1 của Bộ Y tế. Ngoài ra, các trường học, cơ sở y tế sẽ xác định F1 dựa trên chỗ ngồi trong lớp cùng các hoạt động khác trong quá trình học tập trực tiếp.
Yêu cầu làm rõ tình trạng bán thuốc điều trị COVID-19 không theo đơn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trước tình trạng bán thuốc điều trị COVID-19 không cần đơn của bác sĩ, trong đó có thuốc Monopiravir tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kiểm tra, làm rõ tình trạng không tuân thủ quy định về bán thuốc theo đơn khi bán thuốc điều trị COVID-19. Cục Quản lý Dược khẳng định thuốc Monopiravir được cấp phép có điều kiện là thuốc kê đơn cần tiếp tục theo dõi về chất lượng, hiệu quả, an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành. Việc sử dụng thuốc Monopiravir cần phải có sự thăm khám, kê đơn và hướng dẫn của thầy thuốc. Việc mua bán sử dụng thuốc Monopiravir không đúng quy định về kê đơn thuốc là vi phạm nghiêm trọng trong quy định của luật dược và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân, giảm hiệu quả phòng chống dịch, Cục Quản lý Dược khẳng định. Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, thực hiện nghiêm luật dược năm 2016 và chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật kê đơn, bán thuốc theo đơn trong lưu hành thuốc điều trị COVID-19, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP HCM tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung hướng dẫn về bán thuốc theo đơn, trong đó có Monopiravir tại các văn bản trước đó của Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, cũng như các hướng dẫn về thanh kiểm tra, tăng cường quản lý việc mua bán thuốc điều trị COVID-19. Chỉ đạo thanh tra Sở Y tế phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở khẩn trương kiểm tra việc phân phối, cấp phát thuốc Monopiravir tại hệ thống các nhà thuốc trên địa bàn thành phố, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý các vi phạm nếu có, Sở Y tế TP HCM báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 30 tháng 3 để Cục tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế, đồng thời thông báo cho cơ quan báo chí theo thẩm quyền. Hơn 90 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật. Thưa quý vị, hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó có 21 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 22 sĩ quan cấp tướng. Thanh tra Chính phủ cho biết, cử tri tỉnh Long An mới đây đã bày tỏ lo lắng tình trạng tiêu cực tham nhũng vẫn còn xảy ra nhiều, ngày càng tinh vi hơn. Nhiều vụ việc chậm phát hiện như tiêu cực xảy ra tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng, vụ chiếm đất công sản ở Vũng Tàu. Vì thế, cử tri Long An kiến nghị đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tại các ngành các cấp, tăng chế tài và có giải pháp quyết liệt hơn nữa nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng này. Trong khi đó, cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tham ô tham nhũng, xử lý nghiêm minh đối với loại tội phạm này, nhất là các vụ án gây thất thoát hàng năm hàng nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước. Trả lời cử tri, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay, công tác phòng chống tham nhũng có bước tiến mạnh mẽ, với nhiều chủ trương giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện. Tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm. Đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 21 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 22 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Công tác thanh tra kiểm tra ngày càng được đẩy mạnh, tập trung thanh tra các lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm. Năm 2021, toàn ngành thanh tra đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế 179.034 tỷ đồng, 9.258 ha đất, kiến nghị xem xét xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét xử lý 437 vụ, 259 đối tượng. Ông Đoàn Hồng Phong khẳng định, các ngành các cấp cũng đã thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng tập trung, tiến hành gần 5.500 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 365 vụ việc vi phạm, 556 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường trên 107 tỷ đồng. 43 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 26 người. Tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong khu vực hành chính, dịch vụ công vẫn còn xảy ra ở một số lĩnh vực. Tham nhũng ở một số lĩnh vực vẫn còn biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu. Tổng Thanh tra Chính phủ cho hay, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp cao, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực tham nhũng. Ông Phong khẳng định, thời gian tới, Chính phủ, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị, hành động mạnh mẽ, thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự, đồng thời tập trung kiểm soát chặt chẽ quyền lực của người có chức vụ quyền hạn để phòng chống tham nhũng.
tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng và kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó sẽ đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, chú trọng xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt. Thái Lan phát hiện 73 ca nhiễm biến thể lai giữa Delta và Omicron. Thưa quý vị, cơ quan y tế Thái Lan thông báo nước này đã phát hiện tổng cộng 73 ca nhiễm biến thể Deltacron. Lãnh đạo Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan Subhakit Sirilak cho biết biến thể Deltacron được tìm thấy trong quá trình giải trình tự gen hàng tuần và phát hiện này được gửi lên hệ thống giám sát dữ liệu bộ gen quốc tế GISAIS. Tổng cộng 73 ca nhiễm Deltacron đã được phát hiện, hầu hết là từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, khi hai biến thể Delta và Omicron đang lưu hành song song. Ông Sirilak cho biết, tất cả các bệnh nhân đều đã hồi phục hoàn toàn. Cũng theo ông Sirilak, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang theo dõi biến thể lai Deltacron, nhưng chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy nó dễ lây lan hơn, có thể gây bệnh nặng hơn hoặc thoát miễn dịch. Đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 4.000 trường hợp nhiễm biến thể lai Deltacron đã được gửi mẫu bộ gen lên Kitsat, bao gồm 73 ca từ Thái Lan. Ông nói, chúng ta không cần phải quá hoảng sợ. Nếu số ca nhiễm biến thể Delta giảm xuống, thì khả năng kết hợp giữa hai biến thể cũng giảm xuống. Nếu Deltacron có khả năng lây lan cao, thì nó có thể vượt mặt Omicron. Nhưng hiện chưa có dấu hiệu của tình trạng này, cũng chưa có thông tin về độc lực của Deltacron. Trong số gần 2.000 mẫu bệnh được giải trình tự gen từ ngày 12 đến 18 tháng 3 ở Thái Lan, gần 100% là biến thể Omicron, chỉ có 1 ca là biến thể Delta. Trong số đó, có 406 ca nhiễm dòng BA1, dòng gốc của Omicron, còn 1.479 ca nhiễm dòng tàng hình BA2 và chưa có ca nào nhiễm dòng BA3. Ông Sirilak dự đoán số ca nhiễm BA2 sẽ tăng lên trong thời gian tới. Đáng chú ý, có 22 bệnh nhân được phát hiện nhiễm dòng phụ BA22 và 61 bệnh nhân nhiễm dòng phụ BA23 của dòng BA2. Giới chức Thái Lan nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiêm vaccine liều tăng cường vì Omicron dường như có thể trốn tránh khả năng miễn dịch. Trong khi đó, cơ quan giám sát bệnh cúm ở Thái Lan hôm 23 tháng 3 cho biết, các nhóm dễ bị tổn thương có thể tiêm ngừa COVID-19 và ngừa cúm cùng lúc vì bệnh nhân có khả năng trở nặng cao hơn nếu cùng nhiễm COVID-19 và cúm. Khoảng 10% bệnh nhân COVID-19 được phát hiện nhiễm các loại virus khác và 3% bị nhiễm cúm. Thawi Chotpi-Jasunon, một chuyên gia y tế Thái Lan cho biết, việc tiến hành xét nghiệm kháng nguyên, test nhanh sẽ chỉ cần thiết khi bệnh nhân có các triệu chứng giống COVID-19 hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh. Trong tương lai, khi COVID-19 được coi là bệnh đặc hữu, test nhanh chỉ nên dành cho người có triệu chứng.